xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác thì hôm nay chúng em sẽ không làm về loa, không làm về cục đẩy, không làm về vang. Và hôm nay chúng em chỉ làm về phụ kiện đó. Thì khi các bác mua những cái sản phẩm âm thanh, ví dụ như loa, cục đẩy hay công suất hay vang các thứ, thì các bác mua những loại loa nhiều tiền đấy, âm thanh, những cái dàn âm thanh các bác đắt tiền đó, thì kèm theo đó thì không thể thiếu những cái phụ kiện, đúng không ạ? Đó thì là rất là nhiều bác hỏi quan tâm về các cái dòng phụ kiện bên em đó. Thì hôm nay là chúng em sẽ không làm về âm thanh mà chúng em làm về phụ kiện của âm thanh các bác nhá. Đó thì đây chính là những cái bộ quang của Choseo đó. Đây là những bộ chia quang từ AV nhá, quang ra AV nhá. Đó thì khi mà các bác mua những loại TV đời mới, đúng không ạ, thì là nó sẽ có cổng quang. Đó là cái cổng quang là gì? Cổng quang là hiện tại, hiện nay là cổng truyền tín hiệu âm thanh tốt nhất đó trên thế giới các bác nhá. Đó thì với những cái dòng TV cao cấp thì các bác có cổng quang, và khi mà các bác sử dụng cái dàn âm thanh cũ rồi, đúng không ạ, nó sẽ không có cổng quang đó. Cách đây khoảng 2-3 năm trước thì các bác mua cái dòng vang hay dòng âm ni thì nó không có cổng quang đó, thì các bác bắt buộc phải dùng AV đó. Thì từ TV xuống, các bác muốn tín hiệu hay thì các bác phải chia ra quang, sau đó thì các bác chia ra AV để cắm vào các thiết bị âm thanh nhà các bác đó. Thì chính vì như vậy thì chúng em hôm nay sẽ giới thiệu với các bác những cái bộ quang ra AV này đó. Thì đây là những bộ quang xịn của bên em nhé, đó, quang của Choseo, và cũng là xuất xứ từ Trung Quốc, em cũng nói thẳng luôn đó, xuất xứ Trung Quốc đó. Thì đây là những bộ chia, còn dây thì đây, bên em có dây đây đó. Dây thì là dây này là 5m đó, tùy thuộc, và cái dây này là 3m này đó, nó sẽ là tùy thuộc vào các cái vị trí lắp đặt âm thanh nhà các bác. Ví dụ các bác lắp đặt từ tivi ra các cái dàn âm ni đó, hoặc là dàn âm thanh nhà các bác, nó khoảng 5m thì các bác mua dây 5m này để cho nó vừa tới nhá. Đó còn nếu như mà nó ngắn hơn là 3m thì các bác mua loại 3m này đó. Thì 3m thì là còn nó giá tiền nó sẽ rẻ hơn là 5m này các bác nhé. Đó thì là các bác là nên cân đối đo cẩn thận trước khi các bác mua, để là không bị lãng phí. Ví dụ như là không gian của các bác chỉ có 3m thôi đó, mà các bác lại mua tới 5m thì nó sẽ bị lãng phí. Lãng phí ở đây là thứ nhất là cái lãng phí về tiền bạc trước đã, đúng không ạ? Đó rồi sau đó thì cái dây nó dài quá, nó sẽ lòng thòng, nó sẽ xấu đi đó. Thì là đó là cái mà bên em đang muốn, và không phải là cái nào chúng em cũng bán, mà em cố gắng làm sao để tiết kiệm nhất cho các bác có thể đó, tiết kiệm nhất cho các bác có thể để cho nó phù hợp đó, chứ không phải là mình cứ mua nó nhiều quá rồi nó dài quá đó. Thì các bác cũng lưu ý rằng là nhiều cái cứ bỏ tiền ra mà ghép nó không hợp nó là tốt đâu các bác nhá. Nhiều cái các bác bỏ tiền ra các bác phải tính toán xem là nó có phù hợp với nhau hay không đó, để thì chúng ta mới xuống tiền. Ví dụ như hôm qua em có nhận một cuộc điện thoại thì bác ấy hỏi là bác ấy muốn dùng cục đẩy công suất là đánh là 1200W đó. Em không biết ai tư vấn thì em sẽ nói qua về cái vấn đề này nè. Có bác gọi điện cho em hỏi là bác ấy muốn mua cục đẩy công suất 1200W, thì lúc đầu em cũng đinh đinh rằng là chắc bác ấy đánh con bát 40 đó, bát 40 trở lên. Thì sau đó em hỏi thì bác dùng loa gì, bác ấy bảo là anh dùng loa 5 của BB2000 BB2000C. Và thế bác mua con đẩy công suất tới 1200W, bác về bác đánh con 2000C thì em không hiểu là bác sử dụng kiểu gì. Và đâu thì anh thấy là nó đắt tiền và nó khỏe thì anh tưởng nó tốt, và không đúng, đúng không ạ? Đó là một cái rất là lãng phí đó, mua về rất là lãng phí, bởi vì chúng ta sẽ không sử dụng hết công suất của nó. Thì sau đó em lại tư vấn lại cho bác để cho bác có một con đẩy nó phù hợp hơn. Thì đó thì các bác lưu ý là không phải chúng ta cứ bỏ nhiều tiền ra mua những cái loại khỏe, loại đắt mà là nó tốt đâu nhá. Thì cái dây quang này cũng vậy, dây quang này cũng vậy, thì các bác mua thì làm sao nó phù hợp với cái diện tích nhà mình thì lại cho nó đỡ lãng phí cho các bác. Đó là một cái điều của em rất là mong muốn, các bác mua để không bị lãng phí. Cái thứ hai nữa là với những cái bộ quang cho xeo này đó, thì là nó rất là tốt, nó truyền âm thanh, truyền tín hiệu rất là tốt luôn đó. Thì hiện tại thì những cái sản phẩm này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Thì các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên sẽ tư vấn cho các bác nhé. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Thì các bác quan tâm thì vui lòng cho chúng em xin một like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.